Tàu hộ vệ Akebono thuộc lực lượng tự vệ hàng hải Nhật Bản cùng với 246 sĩ quan và thủy thủ đã cập cảng container Tân Cảng Hải Phòng để làm công tác hậu cần, kỹ thuật và thăm xã giao thành phố từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 4, theo truyền thông trong nước. Chuyến thăm theo kế hoạch là nhằm tăng cường giao lưu, trao đổi, góp phần duy trì thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản và hợp tác an ninh quốc phòng giữa hai nước, báo Vietnamnet cho biết. Cổng thông tin thành phố Hải Phòng nói, chiều ngày 20 tháng 4, các sĩ quan và học viên tàu hộ vệ Akebono có buổi gặp gỡ đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio và giao lưu với Học viện Hải quân Việt Nam thông qua hình thức trực tuyến. Nhật Bản xem Việt Nam là đối tác chiến lược quan trọng, nhất là trong những năm gần đây khi mối quan hệ giữa hai nước được triển khai ở nhiều lĩnh vực và có nhiều đoàn cán bộ cấp cao thăm viếng lẫn nhau. Trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 10 năm 2020, Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga có trao đổi với giới lãnh đạo Việt Nam về hợp tác quốc phòng, phối hợp và triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình cũng như tăng cường hợp tác quốc phòng trong các khuôn khổ đa phương.